Cô chào các em học sinh khối 9 trường Trung học cơ sở Hậu Giang. Nội dung ngày hôm nay, thứ nhất là cô nhận xét các em vẽ biểu đồ ở tuần ngày hôm trước. Nội dung thứ hai là cô hướng dẫn ôn tập để tuần sau các em có bài kiểm tra giữa kỳ. Đây là nội dung vẽ biểu đồ và nhận xét biểu đồ. Cô lựa ra một vài bài để cô nhận xét. Mở bài này thì cô thấy bạn có ghi đề bài, có vẽ biểu đồ theo đúng hướng dẫn và bạn có nhận xét rất là đầy đủ. Bài này bạn làm rất là tốt. Một bài khác cũng tương tự. Bạn có ghi đề bài, có vẽ biểu đồ theo hướng dẫn nhưng cái phần nhận xét thì bạn chưa có hoàn thành. Đó là bài thứ hai. Sang bài thứ ba, cô thấy bạn vẽ biểu đồ nhưng những cái cột thể hiện số dân này nó chưa được chính xác. 4 năm thì bạn vẽ 3 năm này, cái chiều rộng của từng cái ô này nó bằng nhau nhưng đến năm 2019 thì cái chiều rộng của cái ô này bạn vẽ nhỏ hơn. Cái thứ hai là khoảng cách giữa các mốc thời gian bạn chia chưa có đều. Hai mốc thời gian này thì bạn để một ô tập, nhưng đến cái mốc cuối cùng thì bạn chưa có một ô dự, có nửa ô thôi. Và cái đường này bạn vẽ cũng chưa chính xác lắm. Đó là bạn thứ ba. Và cái nhận xét này bạn cũng chưa có ghi chính xác. Dân số nước ta tăng lên và tăng như thế nào, tăng liên tục. Đó là một vài cái bài mà cô lấy ra để nhận xét. Và một số bạn chưa vẽ biểu đồ, một số bạn chưa không có chụp biểu đồ mà các bạn chụp bài ghi. Có thể là các em nhầm sang môn khác, như vậy các em chú ý. Nếu bạn nào mà chưa vẽ được biểu đồ thì các em sẽ bổ sung và khi đi học lại thì cô sẽ thu cái tập để cô chấm. Và nội dung chính ngày hôm nay là cô hướng dẫn ôn tập để tuần sau chúng ta có bài kiểm tra giữa kỳ. Thì thông thường các em làm bài 45 phút, các em sẽ có 5 điểm tự luận, 5 điểm kỹ năng đọc và vẽ biểu đồ. Tuy nhiên trong thời gian chúng ta giãn cách, chúng ta học ở nhà thì cô sẽ cho chúng ta kiểm tra trắc nghiệm. Trong 45 phút các em có 20 câu trắc nghiệm. Mỗi một câu trắc nghiệm đạt đúng được 0,5 điểm. Như vậy câu trắc nghiệm ở đây cũng có thể là trắc nghiệm chọn A hoặc B hoặc C hoặc D, hoặc là trắc nghiệm có thể các em chọn nhiều ý đúng, nhiều ý đúng. Cũng giống như là các cái tuần mà các em đã làm bài củng cố. Như vậy nội dung mà chúng ta kiểm tra thì nó nằm ở bài giảng từ tuần 1 đến tuần 7. Từ tuần 1 đến tuần 7. Tuần 1, tuần 2 các em tìm hiểu về địa lý dân cư. Tuần 3, tuần 4, tuần 5 là các em tìm hiểu về địa lý kinh tế. Trong địa lý kinh tế thì có 3 chủ đề chính: chủ đề nông lâm ngư nghiệp, chủ đề công nghiệp xây dựng và chủ đề dịch vụ. Đầu tiên, cô khái quát một vài những cái ý chính ở chủ đề địa lý dân cư. Ví dụ như câu hỏi Việt Nam là một quốc gia có bao nhiêu dân tộc? Thì các em nhớ được 54 dân tộc. Như vậy cô sẽ cho nhiều con số để các em lựa chọn. Câu này thì rất là dễ. Một câu khác. Dân tộc Kinh chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm? Ở đây cô hỏi khoảng. Nếu như em nhớ được con số 85,3 thì càng tốt. Hoặc là các em nhớ cho cô khoảng 86 cũng được. Cũng không sai. Đó là về tỷ lệ dân tộc. Vậy
sự phân bố của các dân tộc như thế nào. Người Việt, hay còn gọi là người Kinh, thì sinh sống ở khắp cả nước, 63 tỉnh thành ở lãnh thổ nước ta thì người Kinh đều phân bố khắp đất nước. Nhưng thường thì người Kinh phân bố ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển từ Bắc vào Nam và đồng bằng Nam Bộ. Còn các dân tộc ít người sinh sống ở đâu? Các dân tộc ít người chủ yếu sinh sống ở vùng Trung Du và vùng núi. Trung Du và vùng núi. Đó là sự phân bố của các dân tộc. Về số dân, các em nhớ cho cô là số dân của Việt Nam năm 2019 là 96,2 triệu người. Với cái số dân như thế này, thì dân ở Việt Nam đứng thứ 3 về số dân, đứng thứ 3 ở Đông Nam Á và đứng thứ 15 trên thế giới. Mà nhớ cho cô, dân số Việt Nam là dân số đông. Có thể cô cho cái số liệu, cô cho tính dân số tăng thêm mỗi năm ở Việt Nam. Ở cái biểu đồ này các em thấy các cái cột thể hiện dân số càng ngày càng cao. Càng ngày càng cao. Có thể cô ví dụ như là cô cho số dân là 93,7 triệu người với cái tỷ lệ gia tăng là 0,81%. Vậy sau một năm thì dân số Việt Nam tăng thêm bao nhiêu? Có thể là cô hỏi 2 năm, 3 năm thì tính ra số dân tăng thêm. Có thể cô hỏi dân số đông gây ra những hậu quả gì? Thì đây là một số những cái gợi ý. Dân số đông gây ra những hậu quả gì? Thì các em lựa chọn. Có thể có nhiều cái lựa chọn. Có thể cô cho cái tháp dân số. Cô hỏi cơ cấu dân số ở Việt Nam như thế nào? Có nhiều lựa chọn. Kết cấu dân số trẻ hay già? Thế thì căn cứ vào số liệu. Căn cứ vào số liệu. Người lao động chiếm tỷ lệ rất là cao. Tiếp theo đó là trẻ em. Và cuối cùng là người già. Như vậy căn cứ vào số liệu này chúng ta kết luận cơ cấu dân số ở Việt Nam là dân số trẻ. Và dân số trẻ thì nguồn lao động rất là dồi dào. Đó là về cơ cấu dân số. Có thể cô cho cái tháp dân số của 2 năm. Cô hỏi cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng nào? Như vậy chúng ta phải so sánh từ năm 1999 đến năm 2019 thì nhóm trẻ em có xu hướng như thế nào? Tăng hay giảm? Nhóm người lao động cũng thế, tăng hay giảm? Và nhóm người già tăng hay giảm? Như vậy chúng ta chỉ nhìn những con số này là chúng ta trả lời được câu hỏi. Với 96,2 triệu người thì dân cư ở Việt Nam phân bố như thế nào? Dân cư tập trung ở đâu? Dân cư thưa thớt ở đâu? Như vậy, dựa vào cái chú giải này, chúng ta dựa vào màu sắc, chúng ta biết được vùng nào đông dân, vùng nào thưa dân. Và chúng ta phải giải thích được tại sao ở đó đông dân, tại sao ở đó thưa dân. Cô có biểu đồ cơ cấu lực lượng lao động và cái biểu đồ thể hiện cái lực lượng lao động, chất lượng lao động. Dựa vào biểu đồ này, em hãy nhận xét cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Dựa vào cái tỷ lệ phần trăm này chúng ta nhận xét này. Ở đâu cao, ở đâu thấp và giải thích nguyên nhân.
À, ví dụ như ở đây 67,8% lao động ở nông thôn. Vậy tại sao? Vì dân cư Việt Nam chủ yếu sống ở nông thôn, cho nên lao động ở nông thôn chiếm tỷ lệ cao hơn. Còn biểu đồ bên này, nhận xét về chất lượng lao động ở nước ta. Chất lượng lao động ở nước ta. Như vậy cũng dựa vào tỷ lệ này, chúng ta thấy chất lượng lao động ở nước ta là không cao, bởi vì cái tỷ lệ qua đào tạo nó rất là thấp, chủ yếu là lao động chưa qua đào tạo, không qua đào tạo. Rồi, cô có câu hỏi tiếp. Vậy để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần có những biện pháp gì? Đưa ra những cái biện pháp. Ví dụ như là đào tạo nghề, thì ở đây thì có đào tạo nghề như nghề điện, nghề may, nghề thủ công mỹ nghệ. Ngoài ra còn nhiều nghề khác nữa. À, để giải quyết vấn đề việc làm thì chúng ta cần có những cái biện pháp. Một câu hỏi khác. Em hãy nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta. Trước tiên, nhận xét về cơ cấu thì trong một cái hình tròn này nó gồm mấy nhóm? Nó gồm mấy nhóm? Như vậy ở đây có ba màu sắc là gồm ba nhóm. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta. Có nghĩa là chúng ta phải so sánh từ năm 2005 đến năm 2017 thì từng nhóm ngành này nó có xu hướng như thế nào. Ví dụ, nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp thì có xu hướng giảm. Nhóm ngành công nghiệp xây dựng thì tăng hay giảm? Nhóm ngành dịch vụ thì tăng hay giảm? Đó là sự thay đổi về cơ cấu lao động ở nước ta. Sang phần địa lý kinh tế, chúng ta có 3 chủ đề. Đầu tiên thì sự chuyển dịch cơ cấu ngành. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành. Vậy từng nhóm ngành này từ năm 1990 đến năm 2017 nó có xu hướng như thế nào? Nó tăng hay là nó giảm? Nó tăng hay là nó giảm? Rồi. Sự chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế cũng thế. Như vậy ví dụ như là kinh tế nhà nước từ số 40,2 đến 31,8, như vậy nó tăng hay nó giảm? À, nó có xu hướng giảm dần về thành phần kinh tế. Thành phần kinh tế. Về sự chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ thì ở nước ta có 7 vùng kinh tế. 7 vùng kinh tế. Khi nhắc đến một vùng, nhắc đến một vùng nào đó thì chúng ta hình dung trong đầu, à, cái vùng đó nó nằm ở đâu, nó có địa hình như thế nào, rồi nó giáp những vùng nào. Thế thì dựa vào cái bảng chú giải này thì chúng ta sẽ ghi nhớ cho cô 7 vùng. 7 vùng. Và trong 7 vùng đó xuất hiện các cái vùng kinh tế trọng điểm. Vùng kinh tế trọng điểm, ký hiệu không biết nó màu gì nhưng nó có cái sọc màu hồng. Nó có cái sọc màu hồng là vùng kinh tế trọng điểm. Thế thì ở nước ta hình thành nên 3 vùng kinh tế trọng điểm, đó là vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ. Thì sang học kỳ 2 chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về 3 vùng kinh tế này. Về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành nông lâm ngư nghiệp thì chúng ta có hai cái nhóm nhân tố, đó là nhân tố tự nhiên, các nhân tố tự nhiên và các nhân tố kinh tế xã hội. Các nhân tố tự nhiên gồm có đất, khí hậu, nguồn nước, sinh vật. Các nhân tố kinh tế xã hội thì gồm có dân cư, có cơ sở vật chất, có chính sách phát triển và có thị trường. Thế thì nhân tố nào là quyết định? Nhân tố tự nhiên là tiền đề, nhân tố kinh tế xã hội là quyết định sự phát triển của ngành nông lâm ngư nghiệp.
đó là các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông lâm ngư nghiệp. Cô ví dụ, dựa vào tập bản đồ trang 10, hãy cho biết lúa gạo được trồng nhiều ở vùng nào. Thế thì dựa vào bảng chú giải thì chúng ta sẽ biết được vùng nào trồng nhiều, dựa vào màu sắc thôi, dựa vào màu sắc ha. Thường là câu hỏi vùng ha. Như vậy cứ nhìn vào những cái ký hiệu, những cái cột ở đây là biết vùng nào trồng nhiều rồi. Bởi vậy cho nên là cô nhắc các em là phải nhớ được 7 vùng kinh tế. Hoặc là cô hỏi cây công nghiệp thì có nhiều, nhưng mà các em nhớ cho cô một vài cái sản phẩm chính, ví dụ như là cà phê, được trồng nhiều ở vùng nào và đặc biệt là tỉnh nào nhiều nhất. Rồi cây cao su cũng vậy, được trồng nhiều ở vùng nào và trồng nhiều ở tỉnh nào. Đó là về phần trồng trọt. Sang phần lâm nghiệp thì các em xác định tài nguyên rừng ở nước ta gồm có rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Vậy rừng sản xuất là gì? Là rừng cung cấp cái nguyên liệu cho ngành công nghiệp, cho ngành dân dụng và xuất khẩu. Đó là rừng sản xuất. Vậy rừng phòng hộ là gì? Rừng phòng hộ là những cái khu rừng đầu nguồn hoặc là khu vực rừng mà ở ven biển, nó có tác động là giữ đất, giữ nước, nó chống xói mòn và nó là hoặc là nó làm giảm cái sự cát bay, chắn gió, chắn sóng biển. Đó là rừng phòng hộ. Còn rừng đặc dụng là gì? Rừng đặc dụng là các cái vườn quốc gia, các cái khu dự trữ thiên nhiên, bảo vệ hệ sinh thái và các cái giống loài quý hiếm cần được bảo vệ. Sang đến ngành thủy sản, thì ngành thủy sản ở nước ta rất là phong phú. Cả nước ta có 4 ngư trường lớn. Thì các em xác định được 4 cái ngư trường này, 4 cái ngư trường này trên bản đồ. Trên bản đồ. Đó là ngành thủy sản. Cô có thể hỏi các tỉnh khai thác nhiều thủy sản thì các em dựa vào chú thích ở đây. Chú thích ở đây. Khai thác hay là nuôi trồng? Người ta có thể hỏi là các tỉnh khai thác nhiều, các tỉnh nuôi trồng nhiều thì cứ bảng chú giải chúng ta đọc tên các tỉnh đó ra. Hoặc là cô có câu hỏi nhận xét cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta. Câu này rất là đơn giản ha. Chúng ta nhìn vào cái màu sắc thể hiện các cái ngành công nghiệp. Cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta rất là đa dạng. Các ngành công nghiệp trọng điểm thì gồm 4 nhóm: công nghiệp khai thác nhiên liệu, công nghiệp điện, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, công nghiệp dệt may. Vậy ngành công nghiệp trọng điểm là ngành như thế nào? Là ngành chiếm tỷ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp và nó được phát triển dựa trên cái thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, dựa trên cái nguồn lao động nhằm đáp ứng cái nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Nó thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đó là các cái ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta. Và về sự phân bố thì xác định cho cô hai cái vùng tập trung công nghiệp lớn nhất cả nước. Đó là vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ, là hai cái vùng mà tập trung công nghiệp lớn nhất cả nước. Vậy trong hai cái vùng này thì mỗi vùng tìm ra cho cô một cái trung tâm công nghiệp lớn nhất ở nước ta. Một cái trung tâm công nghiệp lớn nhất. Thế thì dựa vào tập bản đồ tìm cho cô cái vòng tròn này lớn nhất. Như vậy đồng bằng sông Hồng có Hà Nội là trung tâm công nghiệp lớn nhất. Và Đông Nam Bộ thì thành phố Hồ Chí Minh
là trung tâm công nghiệp lớn nhất. Như vậy là xác định được hai trung tâm công nghiệp lớn nhất ở nước ta. Sang đến ngành dịch vụ, thì nếu hỏi nhận xét cơ cấu ngành dịch vụ, thì cơ cấu ngành dịch vụ cũng rất là đa dạng. Mà chia nhóm thì gồm 3 nhóm: dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng. Có 3 nhóm. Về giao thông vận tải thì ở nước ta có đủ các loại hình giao thông vận tải, từ đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không và đường ống. Đó là hệ thống giao thông vận tải. Có thể là câu hỏi quốc lộ 1A từ biên giới Việt Trung đến mũi Cà Mau. Nó có chiều dài là 2.260 km. Có thể là câu hỏi là quốc lộ 1A nó kéo dài từ đâu tới đâu? Từ biên giới Việt Trung đến đến mũi Cà Mau. Về du lịch, có thể câu hỏi là nguyên nhân làm cho ngành du lịch ở nước ta phát triển, hay là lý do nào mà làm cho ngành du lịch ở nước ta phát triển? Thế thì chúng ta căn cứ vào cái bảng chú giải này. Cô phóng to cái bảng chú giải này đây. Thì nó có rất nhiều cái lý do. Tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn, chúng ta kể ra. Có rất nhiều cái tài nguyên. Đó. Như vậy cô hệ thống lại về phần địa lý dân cư và địa lý kinh tế xã hội. Tuần sau vào lúc 16:45, các em có bài kiểm tra 45 phút, 20 câu hỏi trắc nghiệm. Các em xem lại bài giảng tuần 1 đến tuần 7. Đặc biệt để làm tốt thì chúng ta chuẩn bị tập bản đồ và chuẩn bị máy tính, có thể là cô cho một vài câu hỏi tính toán. Các em nhớ xem lại bài giảng từ tuần 1 đến tuần 7. Tuần 7 là tuần hôm nay này. Cô chúc các em ôn tập hiệu quả và làm bài tốt. Hẹn gặp lại các em ở tuần sau. Và sau đây là câu hỏi củng cố. Câu 1. Dựa vào tập bản đồ địa lý 9 trang 13, em hãy cho biết hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất nước ta. Câu 2. Nước ta gồm những loại rừng nào? Câu 3. Nguyên nhân của đô thị hóa ở nước ta? Câu 4. Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước ta. Câu 5. Trong các tài nguyên du lịch dưới đây, tài nguyên nào là tài nguyên du lịch thiên nhiên?